Đánh giá LAPTOPHPPZOBOOK400SEZIESG6, hiện đại, ổn định, giá thành hợp lý. Thiết kế dẫn đầu phân khúc. So với các thế hệ trước, HPPZOBOOK400SEZIESG6 lột xác hoàn toàn về ngoại hình khi được kế thừa thiết kế cao cấp của dòng eLibook. Bên cạnh phần bản lề với mặt vát hiện đại, thiết kế kim loại 3D của chiếu nghỉ tay bo gập xuống các cạnh máy mang lại cảm giác liền mạch nguyên khối cho sản phẩm kích cỡ và trọng lượng được cắt giảm làm tăng tính cơ động cho thiết bị, phù hợp hơn với môi trường làm việc năng động hiện nay. k 400 seziesg 6 mỏng hơn thế hệ trước. Cả hai phiên bản 13 và 14 inch đều mỏng 17,95mm. Bản 15 inch là 18,95mm và trọng lượng tương ứng là 1,49kg, 1,6kg và 2kg. HP đã chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết để tạo ra những sản phẩm không chỉ đẹp mà còn bền bỉ với độ bền đạt tiêu chuẩn quân đội MIL STD810G. Nếu như chất liệu kim loại cho phép gia cố độ bền bỉ của sản phẩm thì bàn phím chống tràn tăng cường sự bảo vệ trước các tình huống hy hữu khi vô tình nhỏ nước lên bàn phím. Màn hình của máy còn có thể mở ra 180 độ cho phép dễ dàng chia sẻ nội dung cũng như tránh hư hại bản lề khi vô tình mở máy qua khỏi quỹ đạo 135 độ thông thường. Được thiết kế với vẻ ngoài hiện đại, PZOBOK400FESIESG6 -E vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối bao gồm USB 3.0, USB C, HDMI, giắc cắm tai nghe trên mic và khe đọc thẻ SD cả cổng mạng LAN có dây RJ45 cũng được giữ lại nhằm đảm bảo người dùng có thể làm việc trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cấu hình mạnh mẽ với tùy chọn các rời và PC. Cùng với việc nâng cấp về thiết kế HP cũng nâng hiệu suất di động trên PZOBOO k 400 sezesg 6 với chip Intel Core thế hệ 8 nụt HISKEILAKE, dòng chip thế hệ mới cho hiệu năng vượt trội. Đặc biệt dòng sản phẩm còn có tùy chọn SSD, có cả SSD SATA để tối ưu chi phí lẫn PC tốc độ cao. Với Windows 10 khi kết hợp với SSD sẽ cho trải nghiệm mượt mà, ổn định trong mọi tác vụ. Đặc biệt dòng ProBook 400 sezesg 6 hỗ trợ tới hai ổ cứng cùng lúc. Một ổ SATA 2.5 và một khe M2 SSD người dùng có thể lắp thêm ổ HDD vào khay 2.5 để tăng dung lượng lưu trữ nếu chọn phiên bản trang bị sẵn SSD hoặc nếu các startup chọn phiên bản HDD để tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu thì cũng có thể dễ dàng nâng cấp SSD sau này với khe M2, đáp ứng nhu cầu chỉnh sửa hình ảnh, video ở mức vừa phải. HP cũng sẵn tùy chọn GPU rời MX 130 hoặc MX 150 cho phiên bản 14/15 trên inch. Tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp hướng đến khách hàng doanh nghiệp. Dòng ProBook luôn được trang bị các công nghệ bảo mật mạnh mẽ từ phần cứng, phần mềm đến phần sụn. Ở cấp độ phần cứng, dòng ProBook 400 G6 được trang bị cảm biến vân tay một chạm, hoạt động cùng phương thức đăng nhập bằng mật khẩu thông thường giúp tăng cường tính bảo mật đăng nhập. HP BIOS PHEGEGN4 tự động bảo vệ BIOS trước các tấn công an ninh mạng giúp bảo vệ an toàn thiết bị. HP Dry Encryption, công nghệ mã hóa ổ cứng giúp chống sao chép dữ liệu trái phép. Ngoài ra, k 400 Series G6 cũng được trang bị HP Touchpoint Manager, một giải pháp công nghệ thông tin trên nền đám mây cho phép bảo vệ thiết bị chống lại phần mềm độc hại và các cuộc tấn công khác, và theo dõi tình trạng thiết bị, cho phép người dùng và doanh nghiệp giảm bớt thời gian cho việc giải quyết các vấn đề về thiết bị và bảo mật. Sản phẩm được áp dụng chương trình bảo hành toàn diện trong vòng một năm bao gồm bảo hành tận nhà, bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 qua tổng đài 1800 588. 868 miễn phí hoặc trên trang www.baohanhhpvn cùng với mức giá nằm trong phân khúc tầm trung chỉ từ 13,29 triệu đồng. HPPZOBOOK 400 SEZIESG6 chắc chắn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các startup muốn tìm những chiếc máy bền bỉ đáp ứng công việc lâu dài. Để biết thêm thông tin sản phẩm, vui lòng truy cập www.hpcom Việt Nam trên Probook 400.